Hello anh em nha, mình là Thịnh Bến Tre đây. Lời đầu tiên chúc anh em mình nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống nha. Làm ăn phát tài phát lộc anh em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm nút đăng ký kênh của em để cập nhật nhiều video hơn từ Thịnh Bến Tre nha. Thì trước mắt anh em mình là MC Bắc đời 2018 nè anh em nha. Máy số gầm ngon, sơn xe đẹp mẫu mới anh chị nha. Anh em nhìn cái đăng cản mới nhìn rất là đẹp, sang trọng ghê chưa? Nhìn form dáng khỏi phải chê, mẫu mới mà mẫu này là mẫu cao cấp nhất của dòng xe Bắc máy 1.2. 4 mâm 4 vỏ mới, sơn xe đẹp, nước sơn riêng còn khá là nhiều. Xe này thì khỏi phải chê anh em nha, nguyên dàn ghế nỉ riêng. Anh em mua về đi ngay thôi, giá thành thì cũng cực kỳ rẻ và tốt anh chị nha. Chỉ có 186 cành đây là anh em đã có xe Bắc máy 1.2. Này phải mở chìa khóa anh em nha. Cụm đèn rất là đẹp nè anh chị nha. Nóc gòn nóc anh em nhìn nè, đời cao, xe chạy mới có mấy chục ngàn thôi. Túp lô túp ly đúng xe gia đình không có khoan đục anh chị nha. Keo chỉ bon điện riêng nguyên bản. Đây ha. Nguyên dàn ghế rồi ghế nỉ riêng hết theo xe anh chị nha. Đó, dàn ghế nỉ riêng rất là đẹp. Anh em mua về đi ngay, keo chỉ lòng dè má dè 100%. Xe không cấn đụng đó. Keo chỉ đầy đủ, máy số gầm ngon. Xe này bữa mình có quay clip dọc cũng sơ sơ rồi. Hôm nay quay clip chi tiết cho anh em mình xem. Kính bấm trợ lực nhẹ, gương kính chỉnh điện, vô lăng có túi khí đầy đủ anh chị nha. Xe được trang bị 2 túi. Đó. Anh em mua về sẵn đi thôi. Máy số gầm thì khỏi phải chê rồi anh chị nha. 4 cái vỏ dày cui anh chị ha, 4 cái vỏ quá trời dày luôn nè. Anh em mua về anh em đi 3 năm nữa nha. Lòng dè máy dè cua dè 100%, chưa làm đồng bao giờ riêng cả xe. Đó, anh em nhìn cái sàn cái gầm đó nè. Như một chiếc xe mới anh chị nha. Tại vì xe chỉ ít cây số mà. Đó. Xe không lỗi nữa chứ. Máy zin luôn. Đó. Xe chạy mới 87.000 anh chị nha. Cũ số thể hiện có bằng nè anh chị ha. Túp lô túp ly đẹp, trần cũng đẹp, trần zin theo xe. Đó, anh em nói chung thấy không? Đó, có 100 mấy chục triệu che nắng che mưa đi 5 người. Có màn hình Bluetooth hát nhạc đầy đủ nè anh chị ha. Anh chị nào không thích muốn lên màn Android thì lên thì nó tầm khoảng chừng cũng vài triệu thôi à. Đó, cũng rẻ chứ không gì mắc. Nổ máy được không yêu? Đó. Xe nói chung là quá đã anh chị, xe không có bị lỗi lầm gì hết ha, chạy mới 80 mấy ngàn. Anh em nhìn keo chỉ lòng dè cua dè ở dưới nè, zin hết nè anh chị ha. Ốc tán nè, 100%, anh em mua về sẵn đi ngay thôi. Này là giật xăng, cớp là phải xài chìa khóa, tem bọc nhãn mát đầy đủ anh chị ha. Đây sản xuất 2018 máy 1.2. Đó. Nước sơn zin còn khá là nhiều anh em nha. Con nóc con kiến là zin hết, nói chung là anh em mình về sẵn đi, cũng không có làm gì nữa anh chị nha. Bao dùng mà. À, bao dùng bao xài bao chạy nha. Nỉ chất nhẹ kia luôn nè anh chị ha. Đây keo chỉ 100%, ốc cabo chưa có dấu mỡ luôn nè anh chị. Đó. Động cơ máy 1.2 bốn máy, máy sạch trơn và mới tinh luôn. Cái máy nổ êm du phân phát luôn, ốc tán nè anh em nhìn nè, dấu bon điện chấm điện nữa nè, cái máy nổ nè. Mấy dòng này thì khổ cần mở nắp cò mà thôi, sẵn này mở cho anh em mình xem thôi, chứ thật sự xe chạy mà mới có 80 mấy ngàn là khổ cần mở nắp cò anh em ha. Két nước nè, keo chỉ nè 100%, và cái máy nổ dường như là nghe êm ru và tay mặt máy còn zin tới giờ luôn nè anh chị ha. Máy zin số zin anh chị nha, xương đầu bon điện zin hết nè, không có cấn đụng, không có đâm va anh em ha. Ốc cabo chưa mở nè, tay mỏng quá trời luôn nè. Đó, quá đã, quá xuất sắc, 10 điểm anh chị nha. Biển 72 Vũng Tàu, xe ngay chủ còn ủy quyền. Nói chung anh em qua thấy xe này là anh em lấy về ha, chứ cũng không có ngại ngùng gì nữa đâu, tại vì xe này nó quá đã đi, quá zin rồi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ cho em qua số là 0866 6789 71, hoặc 0834 33 33 71 nha. Có xem là có bớt anh em nha. Anh em đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video hơn từ Thịnh Bến Tre nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em mình buổi trưa vui vẻ anh em nha.